Hello anh em, tình hình nhà mình mới tạo một group siêu nhỏ tí hon trên Facebook có tên là Cuồng Khám Phá. Mới được mấy trăm người tham gia mà thôi. 500 anh em nếu muốn tham gia vào ngôi nhà chung của cộng đồng Taka, nhớ nhấn đường link mình để phần bình luận để vào group Facebook Cuồng Khám Phá nhá. Quẹo lựa, vào group tôi chơi đây. Bộ truyện tranh Nhật Bản Attack on Titan đã in hẳn trong trí tưởng tượng của nhiều người cùng với nỗi sợ hãi đầy dai dẳng. Các Titan trong bộ truyện đình đám Shingeki no Kyojin hay là Attack on Titan có lẽ xứng đáng có tên trong top những loại quái vật nổi bật nhất của nền công nghiệp manga. Với vẻ ngoài khổng lồ, cơ thể đầy mạnh mẽ, hành vi hung bạo và vô cùng cục súc, các Titan đã hoàn toàn có đủ sức mạnh để ăn sạch cả loài người. Vì vậy thì nếu như Titan có thật và đột nhiên xuất hiện trên khắp thế giới, liệu chúng ta có thể tồn tại được hay không? Hay tất cả sẽ trở thành bữa ăn sáng ngon lành cho chúng? Cách tốt nhất để chúng ta có thể phòng thủ trước những gã khổng lồ Titan là gì? Liệu ta có thể sử dụng kỹ thuật, công nghệ gì với chúng? Và làm sao chúng ta thể hạ gục được một tên khổng lồ Titan? Hãy cùng tất cả đến với chuyện gì xảy ra nếu những gã khổng lồ Titan thật sự tồn tại? Trong những năm qua, Attack on Titans của họa sĩ Asayama Hajime là mưa làm gió khắp nơi và nhận được sự đón nhận cuồng nhiệt của người hâm mộ bởi cốt truyện vô cùng độc đáo, cuốn hút. Attack on Titans nói về sự thiết lập 2.000 năm trong tương lai. Nó tập trung vào nền văn minh cuối cùng của con người, những người sống trong một thành phố được rào xung quanh bởi 3 bức tường cao 50 mét. Công dân của thành phố này được bảo vệ và sống trong hòa bình suốt cả thế kỷ. Rồi một ngày định mệnh, một con Titan khổng lồ đã chọc thủng bức tường. Điều đó đã mở ra một con đường cho hàng loạt những gã Titan nhỏ đáng sợ xông vào thành phố. Những gã khổng lồ ăn thịt người này đa dạng về kích thước và hình dáng, cao từ 4 đến 17 mét. Nhưng những Titan khổng lồ cao lớn hơn nhiều, có thể lên tới tận 60 mét. Và vì lý do gì đó, chúng dường như đều là những người theo chủ nghĩa khỏa thân. Liệu ai đó có thể lấy cho những gã này một bộ đồ đẹp hay cái gì đó không? Thật không may, đây không phải là những người khổng lồ thân thiện. Có vẻ như mục đích duy nhất của họ là tới để ăn một bữa tiệc buffet thịt người. Theo Trần Iren, nhân vật chính của đại chiến Titan, người xem được mục kích cuộc chiến đẫm máu giữa con người chống lại loài Titan khổng lồ. Vậy chúng ta có thể sử dụng công nghệ nào để có thể tự vệ trước loài Titan đây? Quân đội quốc gia sử dụng thiết bị di động đa hướng, móc được sử dụng để xoay một cách nhanh chóng và mở rộng tấn công từ trên cao để giáng những món chết người vào các Titan. Trong khi móc tự động có thể hoạt động tốt trong chương trình này, chúng ta có thể sẽ thành công và điều động tấn công xung quanh các Titan bằng các phương tiện khác như là máy bay trực thăng, bay không người lái hay thậm chí là những bộ cánh trước giờ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng. Nhưng tại sao nó lại cần thiết để tấn công từ trên không? Titan rất mạnh, nhanh và một số trong số chúng thậm chí có thể tự tái tạo và làm lành khi bị thương. Nhưng chúng có một điểm yếu, đó chính là gáy. Nhắm vào đó, đó chính là bí quyết để chúng ta có thể tiêu diệt chúng, nhưng chúng ta không thể ném hết vào tất cả bọn chúng được. Wow, ngay bây giờ nhấn nút đỏ để có thể kết liễu toàn bộ chúng, nhưng nó lại gây thiệt hại nhiều hơn là lợi. Chúng ta phải đối phó với bụi phóng xạ độc hại và phải mất rất nhiều năm xây dựng lại các công trình cộng đồng. Chúng ta có thể có một cảnh quay tốt hơn, hạ gục chúng bằng cách nhắm vào cổ của chúng từ xa với một khẩu súng bắn tỉa. Nhưng với một số Titan, chúng có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Điều này là khá khó khăn. Đối với hầu hết trẻ em đang đi học ở Mỹ, chúng được lệnh tuân theo các giao thức tương tự như một game bắn súng. Có nghĩa là như thực hiện các hành động che giấu hoặc rào chắn bất kỳ cửa ra vào, tắt tiếng điện thoại và giữ im lặng. Mặc dù điều này có thể hiệu quả, nhưng các Titan được biết đến là có khả năng vượt qua các tòa nhà một cách dễ dàng. Vì vậy, bạn có thể sống sót bằng cách: nếu bạn sống ở thành phố, bạn nên cố gắng đi sâu vào lòng đất. Bạn có thể ẩn náu trong một ga tàu điện ngầm như là Washington Heights, nằm sâu 55 mét dưới New York. Hoặc nếu bạn có trong tay 15 triệu đô la, bạn có thể mua một bong ghe ngầm như thế này ở Kansas. Nó là một chiếc bong ghe ngầm 15 khoang và có thể chứa khoảng 75 người trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm. Nếu vẫn thất bại, chúng tôi có thể kêu gọi một cuộc tấn công trên không từ quân đội sử dụng máy bay không người lái và máy bay chiến đấu. Nhưng khi bạn nghĩ rằng bạn đã tiêu diệt được chúng, đột nhiên một Titan khổng lồ xuất hiện. Những con Titan này lớn hơn nhiều. Chúng có thể giải phóng năng lượng nổ và nhiệt khi chúng được hình thành.
chúng phá hủy và giết chết bất kỳ thứ gì trong bán kính của một vụ nổ. Và trên hết, chúng phát ra hơi nước nóng như dung nham, khoảng 602 độ C. Vì vậy, bạn cần có một bộ quần áo bảo hộ nếu bạn muốn tiến gần đến những sinh vật khổng lồ này. Những Titan này còn được gọi là người dịch chuyển Titan. Họ là những con người đã biến đổi thành những gã khổng lồ xấu xí, ướt áp và vạm vỡ. Cách duy nhất để giết giống Titan này là kéo vật chủ con người ra khỏi cổ của họ. Nói thì tất nhiên là dễ hơn làm rồi. Nếu chúng ta không thể hạ gục tất cả chúng từ trên không hoặc với những tay súng bắn tỉa, chúng ta có thể cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời tạm thời. Bởi các Titan này lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Điều này giống như việc có thể giết chết hai con chim bằng một viên đá và làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu. Nếu điều này làm chúng mệt mỏi, sau đó có lẽ chúng ta có thể buộc chúng xuống với dây thừng và tấn công chúng hiệu quả hơn. Những sự thật gây sốc của manga Attack on Titans. Kịch bản ban đầu của Attack on Titan, mọi người đều chết. Trong một lần phỏng vấn với báo chí, tác giả Hajime Isayama đã nói rằng phiên bản Attack on Titan hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với kế hoạch ban đầu của ông. Khi sáng tác ra bộ truyện, Hajime định sẽ cho tất cả mọi người, kể cả nhân vật chính, phụ, đều sẽ chết. Ông cho rằng đây là kết thúc phù hợp nhất cho một câu chuyện đen tối và bi kịch. Tuy nhiên, nhờ vào sự thành công của anime khiến cho Hajime đã quyết định thay đổi ý định của mình. Ông không muốn khiến khán giả quay lưng nên đã thêm thắt nhiều yếu tố mới và thay đổi cái kết của manga cho nó đỡ buồn so với dự tính ban đầu của mình. Hình dạng Titan dựa trên những người say xỉn, nhân vật nổi tiếng và những meme gây cười. Chúng ta thường kinh sợ trước các Titan trong bộ truyện. Thế nhưng trong một lần xuất hiện trên truyền hình, tác giả Hajime đã chia sẻ nguồn gốc và sức mạnh của lũ Titan. Ông nói rằng tạo hình của chúng được dựa trên những khách hàng say xỉn mà ông thường xuyên nhìn thấy tại các quán internet, cà phê gần nhà. Dáng đi xiên vẹo cùng khuôn mặt khá ngáo của những người say vừa có nét vô cảm, vừa có nét đáng sợ, cực kỳ phù hợp với những con quái vật khổng lồ, nên ông đã dùng họ để làm tư liệu và thiết kế ra lũ Titan đáng sợ trong bộ phim. Attack on Titan thay đổi ở mùa cuối cùng. Một trong những anime thành công nhất trong 10 năm qua chắc chắn là bộ truyện Đại chiến Titan, dựa trên manga của tác giả Hajime. Phần anime đã truyền tải thành công cốt truyện và những hình ảnh chất lượng đến khán giả. Ba mùa đầu tiên của Attack on Titan là niềm tự hào của anime Nhật. Attack on Titan cũng chính là khởi đầu cho thời kỳ phục hưng sự nổi tiếng anime trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tất cả những điều tốt đẹp này sẽ phải kết thúc. Phần thứ tư cũng là phần cuối cùng của bộ phim sẽ thay đổi nhà sản xuất. Trong khi ba phần đầu tiên được Wit Studio đảm nhận, thì phần cuối do MAPPA. Sự thay đổi này khiến nhiều khán giả tỏ ra khá lo lắng. Theo các nhà sản xuất của anime Attack on Titan phần cuối, việc chuyển giao được quyết định do cần nhiều hơn nguồn lực để làm tốt các cuộc chiến trong phần cuối này. Cuối cùng, MAPPA là studio được chọn để sản xuất mùa cuối. Hiện tại, Attack on Titan phần 4 đã nhận được khá nhiều phản ứng tích cực. Không chỉ tiếp tục có chất lượng hoạt ảnh đỉnh cao mà phần cuối này còn thực sự được cải thiện ở một số khía cạnh. Các thiết kế chung và thậm chí cả cách phối màu đều gần với các nhân vật trong manga hơn. Hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ kết hợp lại với nhau để mang đến cho người hâm mộ một cái kết viên mãn của một trong những bộ anime nổi tiếng nhất từ trước đến nay. Và video này là hết rồi. Đừng quên like, share và bật thích và subscribe Takawai ngay lập tức.